Vâng, vừa rồi là âm thanh của Antenna. Các bạn thấy đấy, Antenna một cái tên thứ hai, vâng, của Yamaha. Chúng ta, tôi muốn nhắc lại một chút là chúng ta có những cái tên là Yamaha, Antenna, Kaiser, đấy. Đó là những cái tên mà Mickey nữa là những cái tên mà thuộc đàn Yamaha. Đấy. Chính vì người dân Việt Nam mình hay quen là đi mua đàn Yamaha, nhưng mà không để ý đến những cái tên khác của Yamaha. Đấy. Thì đây chính là một trong cái tên khác, Antenna. Và Antenna này thì các bạn hãy lưu ý rằng là âm thanh của nó các bạn nghe thấy hoàn toàn là của Yamaha. Và nhưng giá của nó lại rất là rẻ, bởi vì nó là cái tên mà người ta không thấy quen thuộc thôi. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Vâng, một màu sắc âm thanh rất là đồng đều, rất đẹp. Vâng, tôi có thể dám nói rằng nhiều cây đàn 5-60 triệu của âm thanh không đẹp hơn cây đàn này. Không đẹp hơn cây đàn này. Và với hình thức cũng rất là còn ưa nhìn. Vâng, tôi chúc mừng bạn nào đó được sở hữu cây đàn này bởi một chi phí hết sức tiết kiệm. Cảm ơn các bạn.